Em à, nhìn đôi loa mới về mà toát hết mồ hôi, quá khủng luôn. Chưa gặp đôi loa này bao giờ. Em à, quay lên để giới thiệu cho các bác, vừa quay giới thiệu và các bác đã gặp rồi thì cũng cho em thêm một số kinh nghiệm. À, đây là con loa gì đây, xem nào. David này, David gì đây. Đây xem nào. Đây là đôi loa David Acoustic rồi. 120W, độ nhạy 91 dB. David Acoustic phần C à, dòng loa đến Pháp ạ. Xem cái căng nào. David Beckham này. Acoustic. Xem cái tự em cạo này nè. À, da các bác nhé. Đây là giấy, giấy. Sơn đi giấy. Da, da. Bằng dính, nó dính thì sao? Da sạch hết ạ. Acoustic. À, con này kích thước rồi, cứ đo kích thước chiều cao cho các bác luôn trong này. Đây, kích thước đây rồi. Con này là tổng chiều cao, à, chiều sâu là 45 này, cái căng 45. 45. Thùng quá là sâu nhá, 45 này. Chiều ngang 33. Chiều cao. Chiều cao là 93, chiều cao 93. Được. Đôi này một người bê thì hơi vất. Mẹ. Thích nhất là vừa quay bài có gà phụ họa nhạc các bạn. Gà phụ họa nhạc em. Bây giờ em bắt đầu vào chi tiết. À, về hình thức phía trước của đôi loa, loa này được thiết kế với lại 4 loa một thùng. 4 loa một thùng. À, trên cùng con xin tép này. Tiếp tục sang lại một con trung đòn. À, con trung đòn con tép này được thiết kế riêng một khuôn đây. Chúng tôi giới thiệu cái thùng vấn hở. Xuống tiếp lại một con trung đồng trục. Ấy, có nhìn này. Trung đồng trục nhá. Là trung đồng trục như này thì nó có dòng loa đồng trục này thì nó ở nha, thì nó sẽ làm cho cái côn của nó mát, nó không bị nóng nhiều. Đây, còn xuống dưới con bát của nó này. Con bát này bát dòng trong là đường kính 25, còn nếu mà tính cả xương ở ngoài nó thì phải 30. Màng ke van, màng ke van hết ạ. Thì nó núm lại ke van tất. À, để em sang chi tiết với loa thì chi tiết các củ em đã khui đây. À, riêng từ hai con loa trở lên ngược phía trên này thì được đóng riêng một hộp này, riêng một hộp đây, hộp đấy đã hở ra đây. Hở luôn đây, hở cái khuôn đây. Được chưa? Hở cái khuôn hộp này, xong lại thông ra đằng sau. Nhưng mà chỗ này lại được nhồi rất là nhiều bông. Đây, nó thông ra đằng sau này. À, đây là chính, vẫn là cái lỗ thông hơi. Thông hơi. Đấy, thông ra đằng sau. Và đây, nó sẽ luồn về dưới này. Các bác nhìn cái phân tần của nó khủng chưa? Cũng bộ phân tần dã man luôn. Em nhìn cái phân tần nó nhiều quá, nó khủng như này quá. Em sợ nó nhiều lúc nhiều con, kiểu vận chuyển nó tuột đấy. Em còn phải chấm keo vào này, em vừa chấm keo, chỉ keo nến vào ấy. Không sợ lâu ngày nhiều nó, thì thưa các bác ạ, những cái củ như thế này nó to bằng cả cái cốc 171 của mình, cốc uống nước 171 ấy. Quay vào máy thì cảm giác thế này thôi. Này. Nó to bằng cốc 171 của mình, bác bảo nếu mà đi vận chuyển nó nặng như này thì nó rơi là chuyện bình thường. Còn cái loại này ấy, cái quả pin của mình chưa là gì. Cái này nó phải to, quả pin to của mình chưa là gì. Xem là đang ví nó to bằng cái gì. Nó cũng gần bằng cái cốc ly ly cao. Có loại cốc 171 thì mới cái cốc đấy thì cái cốc đấy cao hơn ấy. Đổ nước xong bằng nhau đó, nó thấy. Chứ quay máy này nhìn vào em cảm thấy nó bé lắm. Rất nhiều bác đến tận nhà nhiều lần ấy, bác bảo tại sao mày quay trên máy nhìn nó bé, mà đến đây nó khủng to này. Bộ phân tần thì quá khủng rồi. 1 2 3 4 5 6 cuộn trở. Em đếm nhá. 1 cuộn này. 2 cuộn này. 3 cuộn này, đen này. Dưới cuộn đen một cuộn nữa là 4 này. Bên này cuộn là 5 này. Góc kia cuộn là 6, 6 cuộn. Ôi trời, chưa tính các con tụ to bằng cổ tay luôn, bắp tay. Đấy. Còn sang đến loa. Thì đây. Em cho các bác xem con trùng. Đây con trùng của nó đây ạ. À, con trùng này dòng đồng trục được chưa? Đây, đồng trục. Quá là chất luôn. Con trung dòng đồng trục đấy, màng ke van tất. À, cái chữ quái gì thế này. Ủa, chữ nó không đọc được.
mức giá 29.900.000. Đây con bát, bát của nó lại khung xương đấy, từ từ nào. Đấy khung xương màn ke van hết. Em quay thật chậm bởi vì là mùa này đang mùa Covid, em muốn quay chậm thật chi tiết để cho các bác thoải mái nhận loa này. Đào vít trong này đây. Đôi loa này có mức giá 29.900.000. Rất là đẹp. Một người chỉ bê kẹo vai đi được đoạn thì các bạn không đi được đâu. Đi nghiêng đấy, mũi mũi tay này không bê được. Đấy, tiếp tục còn teo con trùng của nó nhìn này. Đấy, nó sợ chưa? Đấy. Đấy. Sang tiếp con tép này nữa này. Nhìn tép thì các bác biết rồi đấy. Con này gọi là con châu đất. Quá khủng luôn. Đây là phải đứng ra xa một chút chứ không nó choáng màn hình. Không thể nhìn, không quay hết được. 29.900.000 ạ. Rồi mới về. Này, đồ bằng tay các bác biết, một gang này, hai gang không hết, đúng chưa? 45 cái căng. 29.900.000. Chiều ngang đây, 33 đây. Đẹp mỹ mãn. Này, các bạn có nhu cầu liên hệ em, cảm ơn.